Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin thế giới mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 15 tháng 8. Đoàn nghị sĩ Quốc hội Mỹ đến Đài Loan và chuẩn bị gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn ngày 15 tháng 8. Cơ quan đại diện của Mỹ tại Đài Loan cho biết, phái đoàn 5 người do Thượng nghị sĩ Ed Markey dẫn đầu. Đặc biệt vào thời điểm Trung Quốc đang gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và khu vực với các cuộc tập trận quân sự, ông Markey dẫn đầu phái đoàn đến thăm Đài Loan một lần nữa, thể hiện sự ủng hộ vững chắc của Quốc hội Mỹ đối với Đài Loan. Văn phòng của bà Thái cho biết khi xác nhận bà sẽ gặp đoàn nghị sĩ Mỹ. Trung Quốc cũng đáp trả một cách gay gắt đối với chuyến thăm mới này. Tân Hoa Xã đăng một bài bình luận với tiêu đề "Các chính trị gia Mỹ nên ngừng đùa với lửa về vấn đề Đài Loan". Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết, các thành viên Quốc hội Mỹ nên hành động nhất quán với chính sách một Trung Quốc của chính phủ Mỹ và cho rằng chuyến thăm Quốc hội mới nhất một lần nữa chứng minh rằng Mỹ không muốn thấy sự ổn định trên eo biển Đài Loan và tìm mọi cách khuấy động sự đối đầu giữa hai bên và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Đáp lại, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ cho biết các thành viên Quốc hội nước này đã đến Đài Loan trong nhiều thập kỷ và sẽ tiếp tục làm như vậy, đồng thời nói thêm rằng các chuyến thăm như vậy phù hợp với chính sách một Trung Quốc. Ba Lan nói cá chết không phải vì nhiễm độc. Bộ trưởng Môi trường Ba Lan Anna Moskwa cho biết không thể loại trừ chất độc là nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt ở sông Oder, nhưng các xét nghiệm cho đến nay vẫn chưa chứng minh được điều này. Hàng tấn cá chết đã được tìm thấy từ cuối tháng 7 năm 2022 ở sông Oder, chảy qua Đức và Ba Lan. Cả hai quốc gia đều cho biết nguyên nhân có thể là nhiễm độc, nhưng vẫn chưa xác định được đó là chất gì. Phe Cộng Hòa muốn xem tờ khai dùng để khám nhà cựu Tổng thống Donald Trump. Các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa kêu gọi công khai bản khai có cam kết của các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang FBI dùng để thuyết phục thẩm phán thông qua lệnh khám này. Đây là một tài liệu bao gồm tất cả các loại thông tin chi tiết về toàn cảnh cuộc điều tra đối với ông Trump, mà trong đó có lý do khiến các công tố viên tin rằng có thể tìm thấy bằng chứng tại Resort Mar-a-Lago và các tài liệu liên quan. Tôi nghĩ rằng việc công bố bản khai sẽ giúp ích, ít nhất là điều đó sẽ xác nhận rằng có lý do chính đáng cho cuộc đột kích này. Bộ Tư pháp nên chứng minh rằng họ có lý do chính đáng để làm điều này, rằng họ không còn cách nào khác, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Rounds nói trên đài NBC ngày 14 tháng 8. Nổ kho chứa pháo hoa khiến hai người chết ở Armenia. Bộ Tình trạng khẩn cấp Armenia cho biết, một loạt vụ nổ lớn xảy ra tại kho chứa pháo hoa trong một trung tâm mua sắm lớn ở thủ đô Yerevan đã làm ít nhất 2 người chết và 60 người bị thương. Vụ nổ xảy ra tại trung tâm mua sắm Sumolu chuyên bán buôn các loại hàng hóa vào ngày 14 tháng 8. Lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy với khói đen bao trùm khu mua sắm. Thị trưởng thành phố Yerevan cho biết, nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Trong đợt kiểm tra gần đây, cơ quan phòng chống cháy nổ địa phương đã phát hiện một số vi phạm của trung tâm mua sắm trên và đã yêu cầu sửa chữa. Nga, Triều Tiên tăng cường quan hệ song phương. Ngày 15 tháng 8, hãng thông tấn Triều Tiên cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng hai nước sẽ mở rộng quan hệ song phương toàn diện và mang tính xây dựng với những nỗ lực chung. Trong một bức thư gửi ông Kim nhân ngày giải phóng Triều Tiên, ông Putin nói rằng mối quan hệ chặt chẽ hơn sẽ vì lợi ích của cả hai nước và sẽ giúp tăng cường an ninh, ổn định của bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.